Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động 4.0 trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Khánh. Đây là chương trình mà chúng tôi sẽ cập nhật về những cái xu hướng về tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp mà trong kỷ nguyên của 4.0, những chuyển động mà rất là tức thời và chúng ta cần phải cập nhật. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng giao lưu với một nhân vật tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với tôi anh có một câu chuyện khá là truyền cảm hứng. Thì nhân vật đó là ai? Xin mời mọi người chúng ta cùng xem qua một đoạn ghi nhận sau đây. Năm 2019, cộng đồng thời trang thế giới xôn xao trước sự xuất hiện của cái tên Brands. Xôn xao là bởi ý tưởng táo bạo khi dùng 300 gram bã cà phê và 6 chai nhựa để tạo ra đôi giày sneaker đầu tiên không thấm nước của thế giới. Đồng thời, cái tên Brands trở thành tâm điểm của hiện tượng gọi vốn trong làng startup. Cụ thể, chỉ trong vòng 24 giờ công bố, Brands đã huy động được 19.200 đô la Mỹ vốn cộng đồng Phần Lan, trở thành một trong những startup gọi vốn nhanh nhất ở quốc gia này. Sau đó chỉ hơn một tháng, Brands nhận được nửa triệu đô la từ trang gọi vốn cộng đồng Kickstarter, một website gọi vốn lớn nhất thế giới. Chính những thành tựu đó, năm 2020, hai chàng trai 9X gốc Việt, CEO của Brands, đã lọt vào top 30 bạn trẻ dưới 30 tuổi tiêu biểu của châu Âu do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn. Đồng thời ở quê nhà, vị thủ lĩnh của Brands lần nữa được Forbes xướng tên trong danh sách người trẻ có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Vậy những chàng trai Việt đầy sự táo bạo và tài năng đó là ai? Đó là Trần Bảo Khánh và Chu Hoàng Sơn, đồng sáng lập của Brands. Họ là hai mảnh ghép độc lập nhưng cùng chung một lý tưởng, một đam mê. Và giờ đây, họ là những người thuộc thế hệ trẻ Việt Nam, một thế hệ dám làm điều khác biệt, với ước mơ trở thành gã khổng lồ thứ ba đứng cạnh hai đế chế Nike và Adidas. Vâng, giấc mơ đứng cạnh hai gã khổng lồ Nike và Adidas, một giấc mơ không hề nhỏ mà mọi người chúng ta cùng gặp gỡ với nhân vật chúng ta ngày hôm nay, đó là Trần Bảo Khánh, đồng sáng lập và CEO của Brands Original. Cảm ơn Khánh đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn. Thực sự thì ở đây cũng có một đôi giày của Brands. Và thực sự thì cầm vào thì thấy chất liệu rất là ấn tượng. Và một cái điều khác biệt đó chính là không thấm nước. Như chúng ta xem trong đoạn clip vừa rồi cũng là giày làm từ chất liệu là bã cà phê. Thì chắc Khánh chia sẻ lại lý do tại sao mình chọn cái chất liệu này. Và cái lúc đó khi mình khởi nghiệp với giày này thì mình đã phải gặp những khó khăn như thế nào? Bởi vì đây là cái ý tưởng cũng khá là khác biệt và sẽ cũng khá là rủi ro. Và cái khả năng thất bại khá là cao. Dạ. Thì lúc đó mình đã phải trải qua cái quá trình tư duy cũng như là chuẩn bị như thế nào để quyết định ra đời cái sản phẩm này. Dạ. Dạ. Thứ nhất là cảm ơn chương trình đã cho em tới đây. Dạ. Dạ. Thì thực ra là em và bạn Chu Hoàng Sơn là hai đồng sáng lập của Rans. Lúc đầu thì chỉ có hai bọn em thôi. Thì bọn em có làm việc với nhau ở cái startup đầu tiên của em. Thì là làm về dạng như là giúp các nhãn hàng thời trang vừa và nhỏ cho làm việc với các nhà máy ở Việt Nam với lại Trung Quốc. Thì nói chung là em với lại bạn Sơn là rất là thích sneakers và thấy là có cái gì đó nó thiếu trên thị trường. Ví dụ như là sneaker rất là đẹp thì nó sẽ không thân thiện với môi trường, mà tất cả các nhãn hàng thân thiện với môi trường thì nó rất là giống nhau, rất là chán. Họ chỉ nói là bạn mua sản phẩm của tôi tại vì nó thân thiện với môi trường thôi. Thì tại sao không có một sản phẩm thân thiện với môi trường mà hướng đến giới trẻ và có dạng như là kiểu rất là chất mà có thể phù hợp với giới trẻ hơn, thì khi đó thì mình mới có thể lan tỏa được cái việc mà thời trang bền vững và bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn so với các nhãn hàng thân thiện với môi trường khác. Thì đó là lý do tại sao em và cái điểm khác biệt ở đây là bạn dùng cái chất liệu là bã cà phê. Thì lúc đó là mình đã khảo sát thị trường hay là như thế nào mà mình biết rằng là cái bã cà phê này nó có cơ hội được đón nhận, hay là do mình thử chất liệu khác mình thấy không ổn rồi mình chuyển qua hay là như thế nào? Nói rõ thì lúc đầu thì là đây không phải là sản phẩm đầu tiên của Rans. Lúc đầu thì em với thực ra lúc đầu nó cũng không tên là Rans nữa, nó tên là tên khác. Anyway, là lúc đầu là em và Sơn làm giày từ organic cotton, tức là cotton hữu cơ, sợi cotton hữu cơ. Nhưng mà thực ra cái giày nó không có được đẹp, nó xấu. Và thứ hai nữa là cái chất liệu nó cũng rất là bình thường. Thì sau nửa năm thì bọn em quyết định là sẽ không tung
là sản phẩm đó. Tại vì khả năng là 199% là thua rồi. Thế nên là xong rồi em với Sơn dù lúc đó đã cạn kiệt nguồn vốn nhưng mà vẫn nhờ vào những cái mối quan hệ mà của cái startup trước của em thì bọn em biết được rất là nhiều các cái nguyên vật liệu thân thiện với môi trường khác có thể làm dày được, và như là ví dụ như là làm từ mai cua, làm từ tre, làm từ mía, nói chung nhiều lắm anh. Nhưng mà trong đó có cái nguyên vật liệu làm từ bã cà phê này thì nó có rất là nhiều tính năng đặc biệt, như là khô nhanh hoặc là nó khử mùi, kháng khuẩn. Nhưng mà cái mà hay nhất á là tại vì bọn em là công ty Phần Lan, bọn em ở Phần Lan thì là Phần Lan là nước tiêu thụ nhiều cà phê nhất trên thế giới tính theo đầu người, và Việt Nam là hình như là nước dạng như là sản xuất cà phê lớn thứ nhì thế giới hay sao á. Thì là đó là một cái câu chuyện rất là đặc biệt mà không phải ai cũng có được, mà chỉ có bọn em với cái nguồn gốc xuất thân của bọn em và cái nơi sinh sống của em có được. Thì em thấy cái đó là một cái duyên á, cái hai điều liên quan tới cà phê. Đúng rồi, thì bởi vậy nó là rất là good for marketing, và đây thật ra là cái này nó đây là một cái nguyên vật liệu rất là tốt nữa. Thế nên là bọn em quyết định là mày mò phát triển cái giày này. Lúc đầu thì cái giày nó cũng không nhìn giống như này đâu, sau đó thì bọn em add đủ thứ công nghệ khác vô. Trong đó có cả cái chống nước nữa. Ok, bây giờ mình sẽ không nói về sản phẩm nữa, mình nói về một chút về cái ý chí cũng như là cái cách mà tụi em sẽ phải với một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Mặc dù là thị trường Phần Lan có thể là người ta đón nhận cái sản phẩm thân thiện môi trường, nhưng mà để đưa ra một sản phẩm mới rồi phải thuyết phục họ, rồi phải có cách để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng thì không phải là điều dễ dàng. Nói thì nghe nó dễ đó, nhưng mà không phải cứ đưa ra giày là bán được đâu. Thì muốn hỏi Khánh một chút ở cái giai đoạn đầu, cái những cái áp lực lớn nhất của cái người khởi nghiệp đó, đặc biệt là một sản phẩm mới ra như vậy, thì những cái giai đoạn đầu đó mình cái áp lực lớn nhất mình gặp hàng ngày là gì? Áp lực lớn nhất thì là mình không biết là mình làm cái sản phẩm này có ai mua không. Và kết quả là không ai mua hết. Tại vì vấn đề là cái sản phẩm đầu tiên mà em với Sơn làm là rất là xấu. Hỏi đưa cho bạn bè người thân rồi đã kêu xấu rồi, thì chắc chắn là không ai sẽ mua. Thì bọn em có được cái thất bại đó là đầu tiên luôn. Thì sau đó thì khi mà phát triển cái sản phẩm này thì bạn có nghiên cứu thị trường là kỹ hơn nữa, dạng như là đánh giá các đối thủ khác nhau, xong rồi làm sao mình có thể làm ra một cái giày mà gọi là vượt trội hơn, mà giá thành vẫn gọi là rất là cạnh tranh. Thì những cái đó nó liên quan đến, nói chung là khi mà mình có một cái ý tưởng mình nghĩ nó rất là hay á, nhưng mà sau đó khi mà mình đưa ra thị trường thì mình thấy là có nhiều thứ hay hơn nữa, thì mình phải thắng được thị trường, chứ không phải là mình chỉ có một ý tưởng hay thì sẽ có khách hàng. Thì lúc mà mình phát triển sản phẩm á, mà khi mà những cái thời buổi đầu nữa thì chỉ có hai người thôi, chưa có nhà đầu tư, chưa có nhân viên, chưa có gì hết, thì mình phải tự tin vào cái kiến thức của mình. Và thật ra là cũng phải trust your gut, thì trực giác bên trong. Đúng rồi, thì bọn em may mắn thì ra được một sản phẩm mà thứ hai được người tiêu dùng đón nhận. Nhưng mà nếu mà tôi nhãn thứ hai này nó không được đón nhận thì em không biết sao. Nói may mắn là nói khiêm tốn á. Thực ra là một cái người trẻ thì luôn có cái tôi của mình, và hai bạn lại là đồng sáng lập với nhau, và lúc đó chỉ có hai người thôi, như Khánh vừa nói rồi. Thì ở đây hai người sẽ phải có những cái quyết định, và đôi khi là không phải lúc nào cũng gọi là đồng ý với nhau. Thì muốn hỏi Khánh một chút về cái cách mà hai người đồng sáng lập mình quản lý cái mối quan hệ này như thế nào để cái công ty mình nó được hiệu quả trong cái mỗi lần mình ra quyết định về cái gì đó. Thì chắc chắn mỗi người sẽ có cái sở trường, cái quan điểm riêng, cái tôi riêng khi mà quyết định trong thời buổi đầu lúc mà sản phẩm tung ra thị trường. Thực ra là em cá nhân của em thì cảm thấy là may mắn khi mà có được đồng sáng lập như là Sơn. Tại vì Sơn với em thì có cái tầm nhìn khá là giống nhau, và cách suy nghĩ tuy là khác nhau nhưng mà cái hướng giải quyết thường là giống nhau. Nhưng mà cái đặc biệt là Sơn, những cái năng lực, những cái skill set của Sơn thì nó rất là bổ trợ cho em, và những cái skill set của em thì nó bổ trợ cho người Sơn. Thế nên rất là hợp nhau. Trái nhau xíu, khác nhau một xíu. Cái cách suy nghĩ thì có thể khác nhau, nhưng mà cái skill set rất là hợp nhau. Và nhờ vậy em thấy cái đó là nó là một cái nền tảng khá là tốt.
để cho có thể giải quyết được mâu thuẫn. Tại sao? Tại vì khi á, mà mình có mâu thuẫn gì á, thì mình thường tin vào cái người mà giỏi hơn về cái lĩnh vực đó. Okay. Tất nhiên là mình vẫn có ý kiến là này không được đúng không? Nhưng mà cuối cùng á, thì cái người mà có chuyên môn hơn về cái vấn đề đó thì thường là mình sẽ phải đi theo, nghe theo cái lời đó. Ví dụ như Sơn nói gì về tech hay là về marketing thì em phải nghe theo. Đa phần là vậy. Về kỹ thuật về marketing là Sơn, còn em là còn cái về, bộ kỹ năng về, ví dụ như là về vấn đề pháp lý hay là vấn đề là đối tác hay là vấn đề đầu tư thì là thường là em sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Nhưng mà thì bọn em làm việc như vậy từ thời mà chỉ có hai đứa thôi, và bây giờ có 20 người rồi mà chuẩn bị tăng lên nữa, thì bây giờ bọn em vẫn làm như vậy. Nó dạng như là chia các team khác nhau và em sẽ quản lý các team khác nhau theo cái lĩnh vực sở trường của mình. Đúng rồi. Dạ. Cũng may mắn là hai người có cái bộ kỹ năng lại bổ sung cho nhau. Dạ, chứ không có trùng nhau. Thì đó là hên ha. Tức là như là startup đầu của em là có 4 người và có 2 người Việt và 2 người Phần Lan. Thì kỹ năng cũng khá bổ trợ với nhau. Nhưng mà khác biệt văn hóa rồi xong rồi khác biệt về về cái cách tầm nhìn đó thì nó không có mà đi được đường dài. Dạ, nó không đi được đường dài. Nó bị nói chung là vướng nhiều vấn đề về cái tôi. Từ trước đến giờ thì Khánh có phải là người mà mình hay làm những cái điều hơi kiểu khác người không? Mình luôn có những quyết định kiểu risky, tức là rủi ro, không ngại rủi ro, kiểu liều á. Có phải là người hay vậy không? Hay là người thuộc dạng người cẩn trọng? Dạ, thực ra là em thích được làm người cẩn trọng hơn. Thích thôi nhưng mà dạ, nhưng mà hay liều hả? Nhưng mà từ nhỏ lớn không hiểu sao mà lúc nào em cũng chọn cái gì mà nó khó khăn á. Dạ. Dạ, kể cả trong đi học nữa. Dạ. Dụ như là đi học mà đáng lẽ là mình phải học bài sớm hay vì là học bài trước đêm ngày thi. Thì em hay đọc bài trước đêm ngày thi. Thì đó chỉ một ví dụ nhỏ thôi, nhưng mà theo em là người khá take risk. Dạ. Coi như là tự nhiên nó vậy đó. Nhưng mà thật ra liều đó. Dạ, nhưng mà thật ra hồi đó đi học á thì em chỉ muốn có công việc bình thường ở bên Phần Lan rồi. Xong rồi cưới vợ. Vậy không bình thường lắm đâu. Dạ, xong rồi cưới vợ rồi có nhà rồi thôi. Dạ. Toàn là những quyết định táo bạo. Dạ. Khi mà chọn cái lĩnh vực này, cho đến thời điểm này thì tương đối mình cũng đã có một số cái thành tựu đạt được khi mà tiêu thụ được dày và có thị trường đón nhận. Nhưng mà nếu mà nhìn lại một cái quá trình từ lúc bắt đầu thì đâu là cái thời điểm mà em cho là khó khăn nhất của Rens? Dạ, thời điểm khó khăn nhất của Rens là luôn luôn là lúc nào, là lúc này. À, luôn luôn lúc này á, luôn like gặp, now á, so always là luôn luôn gặp là cái khó khăn nhất. Tại sao? Tại vì theo em á là khi mà mình đánh giá khó khăn á thì mình luôn luôn đánh giá là về cái tại vì là cái công ty càng lớn á thì nó thì càng khó để nó phát triển lớn hơn nữa. Thì em suy nghĩ là khi mà công ty càng lớn thì khó khăn nó càng khó hơn. Dạ, thì nếu mà nói như vậy thì là cái lúc này là lúc nói chung là không bao giờ hài lòng, kiểu là lúc nào cũng là cái thời điểm hiện tại. Dạ, đúng rồi. Là cái mình cho là vẫn đang gặp khó để tiến tới phía trước. Dạ đúng. Hỏi thêm một chút về cái gọi là cái máu liều, lúc nãy em có nói là mình luôn chọn cái hướng khó, chọn cái điều táo bạo á. Thì có một số quan điểm tranh cãi rằng là khi mà khởi nghiệp á đôi khi cũng cần liều một tí, bởi vì biết nhiều quá nhiều khi sợ không dám làm. Còn cứ thích cái đó, mê cái đó, em là mê cái giày thể thao sneaker và cứ lao đầu vào và cấm đầu vào làm, thì cái chính cái độ liều đó thì đôi khi nó sẽ làm nên chuyện. Thì em bình luận sao về cái ý kiến này, em có đồng ý với chuyện đó không? Theo em là không anh, tại vì theo em á là thực ra là mình ví dụ như em bây giờ ha, sao em ở trên TV như thế này, thì đại loại như là người ta sẽ có một thì nói chung là nó sẽ attractive với khán giả hơn là người trẻ làm startup cũng khá là ok. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em á thì là người có kinh nghiệm thì họ sẽ làm startup hoặc là làm kinh doanh đi sẽ thành công hơn người trẻ rất là nhiều. Đó là tại vì họ có kinh nghiệm và họ có được cái sự điềm tĩnh. Và còn về cái việc liều của anh thì là do anh thật sự là do may mắn và cuộc em được em và Sơn được may mắn, chứ nếu mà không may mắn thì đã chết rất nhiều lần rồi. Và thế nên là em thấy là những người mà có kinh nghiệm
nhiều hơn bọn em rất nhiều thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ nhiều hơn bọn em rất là nhiều. Ok, yeah. Giờ, bây giờ là vừa liều mà còn có thêm sự chuẩn bị nữa. Dạ yeah, đúng, đúng không? Tất nhiên em Khánh cứ nói luôn miệng nó chỉ may mắn, nhưng mà anh biết rằng là may mắn nó cũng phải là vừa cơ hội tới và vừa cái sự chuẩn bị của mình nữa. Yeah. Thì mình mới gặp may được. Thì về cái xu hướng gọi là chất liệu, vật liệu của sản phẩm mà thân thiện môi trường, yeah. Đó có phải là một cái xu hướng mà thế giới đang hướng tới hay không và tạo điều kiện cho mình làm những sản phẩm như thế này? Dạ đúng rồi. Nếu mà ví dụ như là 5-6 năm trước thì có thể là em sẽ, và Sơn sẽ không thể nào nghĩ ra được cái ý tưởng này. Nhưng mà tại vì đây là một cái xu hướng chung của tất cả các ngành, chứ không phải là ngành thời trang. Nếu mà anh để ý thì anh sẽ thấy là những cái ngành gọi là cốt yếu nhất trong xã hội thì người ta sẽ chuyển trước. Ví dụ như là ngành năng lượng, hoặc là sau đó là đến ngành nguyên liệu, sau đó là đến ngành ví dụ như là xe hơi, okay. Thì họ sẽ chuyển trước. Còn cái này là về thời trang. Nhưng mà thực ra là thời trang là ngành ô nhiễm thứ nhì trên thế giới, sau các cái ngành về vận tải và dầu khí. Thì suy ra là cái ngành này là cũng một ngành chủ chốt trong cái xã hội loài người chúng ta. Thế nên đây là sẽ ngành tiếp theo, phải đi theo cái hướng phát triển bền vững. Nếu cứ tầm nhìn xa thì chắc chắn đây là cái hướng mà mọi người đi tới. Dạ đúng rồi. Khi mà cái nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Dạ đúng. Vậy thì với khi mà quyết định mua một đôi giày hay mua một cái áo hay mua một sản phẩm nào đó, thì hiện nay ở thị trường ở Mỹ và châu Âu, dạ, thị trường lớn của em, thì cái yếu tố về giá cả, mẫu mã rồi chất liệu thân thiện môi trường thì họ đang đặt cái sự quan trọng như thế nào? Cái người tiêu dùng. Theo em là đó là tùy vào bản thân của mỗi một tập khách hàng á. Nhưng mà theo em thì là họ vẫn rất là quan tâm đến cái mẫu mã trước, sau đó là đến cái tính năng của sản phẩm, và sau đó thì cái thân thiện với môi trường á thì bọn em mới để đằng sau. Tại vì vấn đề là đó là cái ý tưởng đầu tiên mà tại sao bọn em lại làm Rans, là tại vì tất cả các nhãn hàng thân thiện môi trường khác là toàn là đi bola là phải mua sản phẩm, phải mua sản phẩm thân thiện môi trường thì mới cứu thế giới. Thì em thấy nó rất là vô lý, nó là sản phẩm xấu quá này đi cứu thế giới chi, đúng không? Một cái ý nghĩa là dạ, đúng rồi, luôn phải có cái nghĩa và đồng thời cũng phải đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Tôi vừa đẹp mà vừa thân thiện môi trường. Dạ. Cái về cái cách quản trị bây giờ thì mình không chỉ có hai người nữa rồi, không còn là hai người đồng sáng lập nữa mà là một đội ngũ, chưa kể là đa văn hóa. Không phải dễ đâu. Thực ra là quản trị một cái đội ngũ người Việt mình không với nhau, nhiều khi giao tiếp với nhau, còn nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau thì còn không hiểu ý nhau. Còn bây giờ là cả một đội ngũ đa văn hóa mà lại ở nước ngoài. Bây giờ Sơn Khánh thì về rồi, Sơn thì ở bên đó. Mình đang vận hành coi như là gần như là công ty đa quốc gia, nói một cách ở một level, một cái khía cạnh nhỏ, nhưng mà mình đang có địa điểm ở nhiều nơi. Thì cái cách mình quản trị con người ở đây, mình có rút ra được cái bài học gì từ cái việc quản trị một cái đội ngũ đa văn hóa như vậy? Dạ thì là công ty sao để làm cho nó hiệu quả. Dạ thì là công ty của bọn em hiện nay thì có là 20 người, có 12 quốc tịch đó. Đủ đông và đủ đa dạng rồi đó. Dạ rất là nhiều nền văn hóa khác nhau, và cũng khá nhiều, không thực ra là có ít màu da, có 3 màu da thôi. Nhưng mà là theo em là, và sắp tới thì công ty còn có một cái văn phòng mới bọn em mới mở ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Mà trong 4 người thuê ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có 1 người nước ngoài. Dạ thì nói chung là cái tất nhiên là theo cái kinh nghiệm từ cái startup 1 của em thì là để quản lý và để vận hành một cái công ty đa văn hóa này nó rất là khó khăn. Khác biệt văn hóa, khác biệt về cách suy nghĩ, là về cái work ethic, xong rồi. Nhưng mà trong công ty em thì là bọn em đã tuyển nhân sự rất là, dạng như là cái khâu tuyển nhân sự rất là quan trọng. Em hay nói với lại Sơn từ hồi đầu, rồi bây giờ thì em hay nói với nhân viên của cái phòng ban tuyển nhân sự bên em là ví dụ như viết quảng cáo để tuyển người thì phải viết hay hơn cả viết quảng cáo để bán sản phẩm. Dạ thì là cái việc mà cái những cái tất cả, em rất là tự tin về tất cả những cái nhân sự mà làm cho Rans á, là những người giỏi nhất trong cái lĩnh vực của họ tại cái Helsinki hoặc là tại thành phố Hồ Chí Minh sắp tới. Tại vì cái tỷ lệ, thực ra là startup của em là startup có tỷ lệ chọi cao nhất Phần Lan, tức là một vị trí thì có khoảng 200-300 người apply vô, và bọn em chỉ chọn một thôi. Thì cái đó là một cái điều may mắn, và bọn em luôn luôn chọn được người rất là tốt, dù theo không cần biết là đến đến từ đâu,
và họ luôn luôn có một cái, thì thường thì theo bản thân của em á, thì em rất là thích những người là làm việc rất là cố gắng siêng năng, và vừa cố gắng vừa siêng năng, và phải có được cái sự nhanh nhạy bén. Theo em thì làm lý do nào mà mình trở thành một cái công ty rất là hút nhân sự như vậy, khi mà tỷ lệ chọi cao, rất nhiều người muốn nộp đơn vào, đúng thì rồi. Là do, theo em là do cái gì? À, thực ra là nó cũng đơn giản ha, tại vì ở Phần Lan thì nước nó nhỏ mà, thì đâu có được một cái startup mà gọi là về consumer thôi nha, chứ đừng nói là về fashion, dành cho người tiêu dùng, mà hướng đến giới trẻ mà làm những cái việc rất là cool như thế này, thì nhiều người họ sẵn sàng là nhận lương thấp hơn để được làm một cái gì đó, thích một sản phẩm như thế này. Tại vì theo em với lại Sơn thì Trung Nguyên thì là ai trên cuộc sống này thì họ cũng muốn có một cái ý nghĩa trong cái công việc họ làm á, thì tất cả những nhân viên trong Rance thì họ đều có biết được là cái ý nghĩa mình làm là một việc rất là ý nghĩa, thay vì mình chỉ ngồi làm bàn giấy và sau đó cũng là một cách để chúng ta hút nhân sự, tức là tạo ra cái một ý nghĩa gì đó trong cái việc mình làm, và cái người đó họ cảm thấy là họ muốn làm một phần của ý nghĩa đó. Và bọn em đánh giá rất cao là phù hợp văn hóa trong công ty. Bạn không quan tâm là anh đến từ đâu và màu da anh như thế nào, mà khi mà làm việc á thì phải phù hợp lại cái văn hóa của đa phần của những người trong công ty. Như anh là một cá nhân mới vô, anh phải phù hợp với lại 20 người này, xong rồi cá nhân thứ sau vô thì phải phù hợp với 21 người này. Nếu như cá nhân này vào không phù hợp với 21 người này thì sẽ bị loại ra. Bọn em thuê rất chậm nhưng mà gọi là cho là phải đào thải khá nhanh. Nhanh lắm, không hợp. Thuê khá chậm mà, nhưng mà đào thải khá nhanh. Môi trường khá cạnh tranh ha. Nhưng mà khi đã vào và đã hợp, gọi là hợp gu rồi thì là được thăng hoa. Bởi vì là đây là một cái việc có ý nghĩa. Nói một chút về cái tham vọng lúc nãy có đề cập ở đầu chương trình là đứng kế hai cái đế chế là Nike và Adidas. Mình biết là người trẻ nói là luôn nói giảm tham vọng nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là như vậy. Thì ở đây Nike, Adidas thì không cần bàn cãi rồi. Đó là hai cái tên tuổi về thể thao, không chỉ giày mà tất cả các đội thể thao rất lớn của thế giới, nhưng hoàn toàn ai cũng có quyền có ước mơ. Và mình là một cái người đi sau mình với cái những xu hướng mới của thế giới về chất liệu, về cái cách sản xuất và cách tiếp cận, thì hoàn toàn có những cái tham vọng lớn, rất là lớn. Thì ở đây để mà biến cái tham vọng đó thành hiện thực thì là mình phải đầu đi từ bước nhỏ. Thì ở đây Khánh có thể chia sẻ một chút về cái gọi là tạm gọi là cái chiến lược, kế hoạch đi để mình đạt tới cái đích cuối cùng là mình có thể cạnh tranh với những cái đại gia lớn như vậy. Thì bây giờ bắt đầu từ những bước nhỏ thì mình đi thế nào, và hiện tại thì cái tình hình bối cảnh chung liệu có còn đất để cạnh tranh với hai đại gia lớn hay không? Dạ theo em thì là mình về cái việc mà một công ty nhỏ thì sau này có thể là cạnh tranh với công ty lớn hay là có một câu hỏi rất là muôn thuở. Kiểu như hồi đó là Google có thể cạnh tranh đúng với Yahoo đâu. Hay là Tesla thì có thể cạnh tranh với GM, Ford. Không ai nghĩ tới, thậm chí là kêu là ý tưởng Volkswagen. Ước mơ viễn vông. Thì cái này cũng như vậy thôi. Thì theo em á là thì mình phải bắt đầu từ, như anh nói là mình phải bắt đầu những bước nhỏ. Theo trong kinh doanh thì là mình mới bắt đầu từ một cái niche là giày. Và giày thời trang, xong rồi giày thân thiện với môi trường, chống nước này kia. Thì mình sẽ tập trung khá nhiều vào sản phẩm, và từ đó mình build brand của mình lên. Và thì đó là những cái bước mà bọn em đã và đang làm. Nhưng mà còn xa hơn á, thì bọn em muốn thay đổi cái tư duy của người dùng, của cái thế hệ người dùng sau này. Là tức là vấn đề là những cái công ty mà lớn nha, không chỉ như Nike, Adidas, hay là những cái công ty gọi là fast fashion, thì họ ở một cái vị thế là họ chính là những cái nguyên do tạo ra cái việc mà cái ngành thời trang là ngành ô nhiễm môi trường thứ nhì thế giới. Đó cũng là họ không có được một cái vị thế là họ có thể gọi là thay đổi, hoặc là họ có thể răn dạy người dùng về chuyện là thân thiện môi trường. Đúng rồi, thì là đó là một cái mà bọn em thấy là một cái cơ hội để bọn em có thể để khai thác cái điều đó. Thực ra thì bọn em cũng rất là may mắn khi mà có được một cái đội ngũ rất là nhiều cái nhà đầu tư và mentors cho em là thuộc các tập đoàn rất là lớn trên thế giới. Thực ra là nhiều lĩnh vực lắm anh, đa phần là game, xong rồi có thuộc cả lĩnh vực thương mại điện tử và thời trang điện tử nữa. Thì bọn em có thể thấy được là tức là họ là những người đi trước á, thì họ có thể thấy được là những cái lý thuyết này á thì nó có khả năng thành hiện thực.
nếu không thì họ sẽ không bỏ tiền vào. Thì khi lúc đầu em với Sơn làm thì chỉ đoán thôi, à, cái sản phẩm này có thể works, nhưng mà về lâu về dài thì bọn em luôn luôn gọi là đưa ra những cái chiến lược và những cái ý tưởng của mình và test với những nhà đầu tư và những cái mentors để họ giúp đỡ mình đi xa hơn. Vậy là chọn một cái điểm mà các ông lớn có thể là còn đang gặp điểm yếu của các ông lớn. Đúng rồi, hiện tại mình đánh vào điểm đó. Đúng rồi. Thì ở đây là tức chất liệu thân thiện môi trường và cái xu hướng về gọi là vật liệu, một cái gì đó có ý nghĩa. Khởi nghiệp và gọi là trên đất khách quê người đó, tức là ở đây là Khánh và Sơn khởi nghiệp trên ở Phần Lan, không phải là quê nhà Việt Nam. Thì đồng ý các bạn là người đã đi học ở đó, cũng quen với môi trường văn hóa, nhưng để lập một công ty rồi để vận hành mọi thứ, hỏi một chút về cái những thử thách mà mình gặp phải với cương vị là một người nước ngoài và khởi đầu một công ty mới tại một cái đất nước mới như vậy, thì lúc đó các bạn gặp những trở ngại thế nào và có được cái hỗ trợ như thế nào từ cái môi trường xung quanh? Dạ tất nhiên là này again là em thay nhìn cái vấn đề này nó theo hướng lịch sử anh. Thì theo lịch sử thì chưa có người nhập cư nào có thể làm startup thành công ở Phần Lan hết. Tại vì vấn đề là Phần Lan rất là ít dân nhập cư, thường là người nên ta sẽ mới đầu nghe nên cũng hơi thấy hơi lạ chút nên muốn hỏi thêm chỗ đó. Thì là thường là người nhập cư thì người ta sẽ làm những cái công việc tay chân hay là kể cả đi học thì là sau đó thì sẽ làm công việc văn phòng bình thường hoặc là làm nhà hàng là khá phổ biến. Thì khi đó khi mà chưa có tiền lệ thì người ta sẽ không tin mình lúc đầu. Thì lúc đầu mình có rất là nhiều trở ngại, tại vì không ai biết không đến mình, không ai tin mình nghĩ là mình làm. Mình không cùng văn hóa, không cùng ngôn ngữ. Đúng rồi, tự nhiên có ông sếp là người Việt Nam đứng lên tuyển dụng. Thì lúc đầu không phải sếp anh, có mình hai đứa thôi. nhưng mà về sau á thì là nhờ cái chiến dịch gọi vốn cộng đồng là thành công nhất trong lịch sử của Phần Lan luôn. Gọi vốn cộng đồng. Dạ, gọi vốn cộng đồng mà còn thắng cả các cái chiến dịch thời trang khác ở các nước to hơn và giàu hơn Phần Lan như là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy á. Thì lúc đó thì là họ theo em thì là cả đất nước Phần Lan cũng khá là tự hào khi mà có được một cái brand thời trang mà có thể cạnh tranh cũng là bởi hai ông người Việt Nam thân trường quốc tế tự nhiên được tạo ra bởi hai người Việt Nam. Dạ thì lúc đó thì là mình từ một cái bất lợi trở thành một cái rất là có lợi, tại vì mình là người nhập cư và đây thể hiện đây là một cái thành công của cái chế độ nhập cư của Phần Lan. Thì là bọn em sẽ không có được ngày hôm nay nếu như mà không có được sự giúp đỡ rất là nhiều của chính phủ Phần Lan, kể cả về vốn, kể cả về thủ tục này kia. Cuối cùng là một câu chuyện rất hay khi họ thấy là không có tiền lệ, trước giờ không ai làm, giờ có hai người làm và lại làm thành công. Bản thân họ cũng thấy vui. Tức là bọn em chưa dám nhận là thành công lắm. Bọn em hy vọng là bọn em có thể trở thành một tiền lệ rất là lớn để giúp đỡ cho tất cả các những người nhập cư ở Phần Lan hoặc là những người nhập cư ở Bắc Âu. Nói chung thì tại sao không, đúng không? Mình đã đang làm một cái chuyện mới rồi và cũng đang bắt đầu có những cái thành tựu nhất định, dù rằng cái chặng đường phía trước còn dài. Như vậy thì cái kế hoạch sắp tới và liệu người Việt Nam có được tiếp cận sản phẩm này hay không? Dạ có chứ anh. Thì là bây giờ là bọn em đã chuyển hết sản xuất của Rans từ đại lục về lại Việt Nam. Em rất là vui, đó là một cái sự cố gắng rất là nhiều của đội ngũ nhân viên của em. Thật ra là em sẽ không thể nào làm được cái này một mình, dù là và bọn em đã gọi là cố gắng hết nguyên năm 2020 thì mới làm được điều đó đâu. Thì là sắp tới thì là sẽ có những cái tất 100% giày của Rans sẽ được sản xuất ở Việt Nam. Và bọn em đang tìm kiếm đối tác để phân phối bán lẻ ở thị trường này. Một tin rất tốt cho khán giả là người tiêu dùng Việt Nam ở đây khi mà có một sản phẩm được khởi nghiệp ở nước ngoài và bây giờ là tiếp cận ở đây. Và như vậy thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất của em lúc này là mở rộng thị trường, đúng không? Tức là mang cái sản phẩm của mình. Thực ra là ở lúc này thì bọn em đang tập trung dạng như là take care với cái việc sản xuất ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình làm ở Việt Nam. Nhưng mà em so far thì em thấy là cái chất lượng nó hoàn toàn vượt trội so với lại đại lục, cho Trung Quốc đại lục. Hay quá. Và có rất là nhiều cải tiến trong cái mẫu giày này. Và thêm vào đó nữa thì là bọn em cũng sắp tung ra một vài cái sản phẩm mới
trong năm nay. Thì cũng là với vật liệu làm từ rác thải tái chế, nhưng mà có nhiều tính năng và có nhiều công nghệ thêm vào đó hơn. Thì không chỉ có giày mà chắc chắn sẽ còn mở rộng ra thêm nhiều cái sản phẩm khác. Còn thị trường thì bọn em thấy là các thị trường hiện nay của Rens như là Mỹ, Đức, rồi Anh, xong rồi cái nước châu Âu, cái nước bên phương Tây thì em thấy nó vẫn rất là to. Thì bọn em vẫn đang tập trung phát triển những thị trường đó. Của Việt Nam là đặc biệt, tại vì mình sản xuất ở Việt Nam và mình là người Việt thì mình có thể là bỏ chút cố gắng để phát triển cái thị trường bán lẻ ở đây. Nhưng mà còn về các cái thị trường khác á, thì bọn em vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào những cái thị trường to nhất và mạnh nhất để đưa cái brand này đi lên. Theo Khánh thì cái yếu tố mà đam mê của cá nhân người sáng lập với sản phẩm đó, nó quyết định như thế nào đến cái hành trình khởi nghiệp của mình? Dạ, thực ra là em thấy là nó quyết định khá nhiều vào cái khi mà bắt đầu launch cái sản phẩm. Nhưng mà sau này á thì nó có thể trở thành một cái rào cản trên cái quá trình phát triển công ty. Tại vì khi mà mình yêu thích cái sản phẩm mà mình làm ra quá đó, xong rồi đây là đứa con tinh thần của mình mà. Em chưa có con, nhưng mà đây là đứa con tinh thần đầu tiên của em. Thì mà nó thấy nó mình có luôn thể bảo vệ nó. Đúng rồi. Mình có thể không đón nhận dạng như là những cái đóng góp ý của khách hàng ví dụ vậy, thì mình sẽ không bao giờ phát triển được. Thực ra là nói thì hay lắm, nhưng mà lúc đầu thì em với Sơn thì cũng không làm được điều đó. Thì thực ra là đáng lẽ bọn em phải phát triển những cái tính năng mới này từ trước rồi. Nhưng mà sau này thì bọn em phát hiện ra là những cái đóng góp đó là đúng. Mình phải phát triển cái brand, phát triển cái giày này, hoặc là phát triển những cái sản phẩm mới theo ý của khách hàng. Tất nhiên là mình phải có những cái công nghệ mà khách hàng chưa bao giờ biết tới, thì họ đâu thể nào đánh giá được cái đó. Nhưng mà về những cái đóng góp thì mình luôn luôn phải nhận đóng góp, và mình phải phát triển tốt hơn. Chứ khi mình yêu nó quá rồi, bảo vệ nó quá rồi, không phát triển được. Dạ đúng, đúng. Bọn em bị em không? Nó cũng là một cái điều khá thú vị cho những người khởi nghiệp khi mà họ quá đam mê với sản phẩm của mình, đúng không? Ok, cảm ơn Khánh rất nhiều, và chúc em tiếp tục mà có nhiều may mắn với sản phẩm, và sẽ phát triển và sẽ sớm đạt được cái giấc mơ của mình. Tất nhiên là người Việt thì mình hoàn toàn có thể tự hào nếu mà có một sản phẩm Việt Nam và đường hoàng có mặt tại các thị trường lớn của thế giới về thời trang. Brand là Phần Lan nhưng đây là made in Việt Nam ạ. Rồi, cảm ơn Khánh rất nhiều. Đó là câu chuyện của Trần Bảo Khánh, đồng sáng lập và CEO của Rens Original, một thương hiệu xuất phát từ Phần Lan nhưng là thương hiệu của Việt Nam bởi hai chàng trai của Việt Nam, và chúng tôi sẽ hy vọng đây sẽ trở thành một sản phẩm tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới, và hòa vào cái xu thế là những cái sản phẩm với chất liệu thân thiện với môi trường. Chúng ta không chỉ có những sản phẩm với mẫu mã đẹp mà cho cuộc sống chúng ta, mà hoàn toàn có thể góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai. Một nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và mọi người có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube của Chuyển động 4.0, hoặc là gửi email phản hồi về cho địa chỉ là chương trình chuyển động 4.0 a@gmail.com. Một nữa xin cảm ơn Khánh. Cảm ơn anh. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.